Ui phì to lắm. Cứ đẩy giữa giữa bò bò thôi, thuyền nó dễ. Có tí thôi em đánh giật giật cho nó cũng điện nặng không lên đâu. Anh cho bé hết cỡ rồi. Bắt được cá to to đấy. Chân quay phim nghiền quá rồi nên cướp chân đánh kích. À nó ít cá nhưng mà cá to lắm. Có đừng vít còi nữa. Đánh chân này. Còn mấy cá chim to rồi. Con gì đấy, to đấy. Thì to lắm anh em nhé. Chân này. Chân mình như gì nhé. Đồng tiền bắt gạo. Ui, thì diễn hơi sâu. Đánh cả người. Trung phí chết cả dây mát. Không, không giật được. Có gì mà giật. Ngày xưa mình tập đánh kích mình tưởng đi đái. Cứ kích điện nó theo nước đái nên nó giật. Ui, kỳ to đấy. Ui, mấy con nhỉ. Thôi nhà bắt một con thôi. Bắt một con thôi. Cũng sạch nhá. Đây là giải bọn nó. Còn chi quạt không ạ? À, phải quay bằng điện thoại này, có anh nhìn cá mới to. Còn quay gông ở rô nhìn cá nó bé lắm. Anh em bảo mấy thằng sạo lìn. Nhưng mình có bán cá đó đâu. Để đánh hộ bà con. Mùa bếp ao đã đến. Ít còi thôi. Kỳ to. Nhìn ghét nó dễ chết thật anh em. Đây con chép này. Thôi chìm. Nó không vào bò đâu. Cá này ở giữa nước toàn lông lắm. Không vào bò đâu. Nó trình độ đó, con rùa phi to lắm, miệng mất. Con mấy cá vượt nó nộn thôi mà, một hai con để đấy. Trôi con chép hồi nãy ấy. Con chép anh đánh được rồi đấy. Cũng kỳ đấy, to lắm. Mấy con, bấm còi con này ra đây. Kỳ như quạt. Rồi bắt tặng hai con, con cá diếc. Anh em nhìn con cá diếc này. Nhìn đây, nó hơn bàn chân của mình luôn. Ổng cỡ 40 nhá. Diếc đấy. Siêu khủng. Cá hốc ngủm kỳ to này. Kỳ khủng. Cứ đợi ở góc kìa. Con cá chim to nhánh hụt đấy mà. Hết nhìn mà hết.
các con rồi dựng người đấy, dục thì mẹ chết, tít phát chết ngay. Hoành ra cậu nóng. To như một vầy á, không cho ăn mùi. Ừ, mà khá giữa đi. Cứ giữa vào đánh. Cả to vào giữa. Đây mình đang đánh kích cá Hà Nam 24 phép và đang đánh quạ pin lithium 200A của bác Sơn Kích Điện Thanh Hóa. Đây là anh em mười mấy, mười cá nhân mình đánh thì mình cảm thấy hiệu quả, còn anh em như nào mình không biết. Mình đánh cái cá đánh video này, anh em nhìn cá này thì biết đây mình đang đệ bé nhất đấy, vì nó là mùa đông với nước ao nó cạn nữa. Đây mình đang chạy sang to chưa? Quá, nó quay lại tầm của nó rồi. Chết người mát đi. Chết con ngay đây này. Đó đúng. Ui. Máu tít ra. Cậy mẹ gai cắm ở trong này rồi. Thoát nhìn sau này hết. Giật vọt nó dài. Hai lỗ gai cắm này. Máu bắt đầu tít ra. Kính vậy, chủ tịch giật đầu kính vậy, nhưng cả giấy còn cá to nữa. Ấy, rô phi còn cá chép hay rô phi đội giết to chưa? Quá thế, giết còn rất to nhỉ. Ăn lạnh quá. Nó đẹp gì? Gì đấy? Gió tạt kinh thế. Cua ra. Ui, con này chạy ra to chủ tịch. Lục phí nó. Chỉ là lạnh quá, không biết đau là gì mà. Xuống tí nữa nó ở dưới này. Còn to. Yeah. Này hàng cân. Nó gì hàng cân anh ạ. Này nhìn xó cái chân mình nhé. Bà cá có vài tạ không ạ? Vài tạ nữa không? Ừ, chụp to chưa?
sổ quậy. Chưa, bây giờ sẽ mấy chục cân. Hả? Còn vài con không đáng kể. Anh khẳng định anh đánh sạch rồi. Không có riêng như thế này. Rồi, chủ tịch nạc. Kết thúc video anh em nhé.